Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thống thì các gia đình Việt có thói quen thờ cúng truyền từ đời này sang đời khác. Nhưng không phải ai cũng biết chắc chắn rằng bàn thờ gia tiên có mấy bát hương mới đúng. Người xưa quan niệm rằng qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên, bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm thành khẩn của gia chủ. Bàn thờ đầy đủ các vật thờ và được bố trí gọn gàng sẽ thu hút được vượng khí, tiền tài, ấm êm cho gia đình. Vì thế gia chủ cần quan tâm đến việc thay chân hương sao cho bàn thờ luôn sạch sẽ, thông thoáng nhất. Theo bạn, bàn thờ gia tiên cần có mấy bát hương là đủ? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Tại sao phải thờ cúng? Trước khi tìm hiểu bàn thờ gia tiên có mấy bát hương thì chúng ta phải đi từ vạch xuất phát với câu hỏi tại sao phải thờ cúng? Người ta thường nói đất có thổ công, sông có hà bá. Xét về tâm linh thì cai quản đất của một nhà là các quan thần linh. Nếu đất mà không có các quan thần linh cai quản hoặc là các quan thần linh không thiêng thì các vong vãng lai sẽ chiếm giữ lô đất đó. Vì thế, theo truyền thống thì chúng ta lập bàn thờ và thờ các quan thì các quan ngự địa vận vị trí đó sẽ giúp cho các thần linh cai quản trông nom cho cửa nhà yên ả. Các quan mà thiêng thì sẽ không có vong vãng lai nào đó vào lô đất đó được. Theo tâm linh thì phòng thờ là không gian làm việc, nơi ngự của người âm. Bàn thờ chính là bàn làm việc, là nơi ăn, là nơi nghỉ của người âm. Đó còn là nơi tưởng nhớ tới gia tiên để con cháu nội tộc, con dâu rể mới cưới về thắp hương còn biết tới với những người trong dòng tộc của mình. Còn biết về tổ tiên ông bà mình là ai hay là những người mất trẻ trong dòng họ là ai. Qua đó để giáo dục thể hiện con cháu biết báo hiếu tổ tiên, giáo dục về cội nguồn lòng hiếu thảo, sống có lễ nghĩa. Bát hương như lời mời gọi của con cháu để ông bà về đoàn tụ, sum vầy. Nói cách khác thì bát hương là nơi giáng ngự của bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ để bày tỏ lòng thành kính của con cháu. Người xưa quan niệm rằng qua cách trưng bày bàn thờ gia tiên thì bát hương có thể đánh giá gia cảnh, sự quan tâm. Bát hương như là đại diện cho lời mời gọi đấng sinh thành của thế hệ trước về đoàn tụ với con cháu. Nói cách khác, bát hương là nơi giáng ngự của các bậc tổ tiên, nguồn cội. Chỉ một nén hương cũng đủ bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của con cháu. Những nén hương nghi ngút hương khói vừa thể hiện sự thành tâm với ông bà tổ tiên, vừa thể hiện mong muốn về cuộc sống tốt đẹp, hướng thiện. Không những thế, mùi hương thoang thoảng của hương trầm còn giúp cho tâm hồn con người được thanh lọc, thanh tịnh hơn rất nhiều. Vậy trên bàn thờ trong mỗi gia đình thường thờ những ai? Tài lộc của mỗi người thường được chia ra các nguồn như sau. Lộc từ gia tiên, phần mộ, nhà thờ họ, thờ chi. Lộc từ đất, nhà đang ở và thờ cúng tại đất đó. Lộc từ bản mệnh, lộc từ người hợp mệnh. Ngoài ra còn có lộc từ thiên, Phật, Thánh. Đó là lý do để giải thích rằng nhiều người không có học vấn, không giỏi mà vẫn giàu là do ăn lộc từ thờ cúng và phần âm. Từ đó người xưa quan niệm rằng trong việc thờ cúng cũng như là bài trí bàn thờ gia tiên có thể chia thành 3 cấp bậc dưới đây. Phật, nhiều gia đình vẫn thờ Phật để cầu mong sự bình an đến với gia chủ, hóa giải mọi tai ương hướng về cõi Niết Bàn. Thần, bao gồm các vị thần giúp cho mỗi gia đình được yên ổn như là thổ công, long mạch, thần tài lộc, tiền chủ, hậu chủ. Gia tiên, tiền tổ, chính là người đã khuất trong dòng họ, gia tộc của mình sẽ giúp phù hộ độ trì mọi mặt cuộc sống. Vì vậy, để việc thờ phụng được trọn vẹn mỗi gia đình nên có ít nhất 2 bàn thờ. Bàn thờ gia tiên cần đặt mấy bát hương? Với một gia đình thông thường thì việc thờ cúng các quan là thổ công, thổ địa, long mạch, táo quân, thần đất, ngũ phương, ngũ thổ, phúc đức, tôn thần, ngài tiên hậu, địa chủ, tài thần. Sau đó là thờ gia tiên tiền tổ, cụ kỵ ông bà và bà cô ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu của dòng họ. Vì thế, hai ban thờ trong một gia đình gồm có ban thờ Phật, có một bát hương. Ban thờ còn lại có thể thờ chung thần và gia tiên, nhưng lại phải có 3 bát hương. Bát ở giữa to nhất, cao nhất là thờ các quan. Bát bên phải khi đứng nhìn vào bàn thờ là thờ gia tiên, tiền tổ, cụ kỵ ông bà. Bát bên trái khi đứng nhìn vào bàn thờ là thờ bà cô ông mãnh, cô cậu, huyền cô, huyền cậu. Dù đã tìm ra câu trả lời là bàn thờ gia tiên có mấy bát hương, vẫn có người phân vân rằng
Nếu nhiều gia đình chỉ thờ chung các vị ở trên vào một bát, thì nhiều nhà là con thứ cũng chỉ thờ có một bát hương các quan thần linh, có đúng hay không? Bàn thờ tốt nhất cho một nhà là lên đủ 3 bát hương, vì trong những ngày Tết, Dỗ, mùng 1, ngày rằm, khi cúng chúng ta đều mời đầy đủ các vị về, mà bát hương lại là nơi để các vị ngự. Nếu đặt chung một bát hương có nghĩa là các vị phải ngự chung một bát hương là không đúng ngôi thứ, chồng lấn lên nhau. Bát hương của các quan thì gia tiên không thể ngự cùng. Nếu chỉ đặt một bát hương thì gia tiên về không có chỗ ngự, không có chỗ ngự thì con cháu xin lộc, xin công danh, xin bình an, gia tiên cũng không cho. Là con thứ thì cũng như con trưởng đều được gia tiên cho lộc. Nếu nghĩ là con thứ mà không đặt đủ bát hương để các cụ về ngự thì làm sao các cụ phù hộ độ trời cho? Bàn thờ Phật gồm một bát hương. Bàn thờ còn lại thì có thể thờ chung thần và gia tiên, nhưng lại phải có 3 bát hương. Ngoài bát hương thần linh gia tiên thì bạn cần có thêm bát hương riêng cho bà cô tổ. Đây chính là người đại diện giữa thần linh và gia tiên của mỗi gia đình. Như đã nói ở phần trên thì việc bài trí và thờ cúng được chia làm 3 cấp bậc. Vì vậy, việc đặt bát hương cũng phải tuân thủ theo những nguyên tắc nhất định và cũng có sự phân chia cấp bậc. Bàn thờ Phật tổ ở bậc cao nhất, tiếp theo là đến các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên. Hiện nay thì việc thờ Phật phổ biến nhất là bàn thờ Phật có riêng một bát hương, không cần to nhưng phải cao hơn cả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc thờ cúng quan trọng nhất ở cái tâm và chỉ là cách để chúng ta thể hiện lòng thành với người đã khuất, chứ đấng bề trên, chứ không thể để xin sức khỏe và tiền bạc. Cũng như là quan niệm nhân quả của Phật giáo, những gì chúng ta đang có ở hiện tại là nhờ vào kiếp trước do tu dưỡng hiện thân mà thành. Lòng thành tâm và tiên quyết, một khi đã thành tâm thì chắc chắn các gia chủ sẽ quan tâm tìm hiểu về quy trình bốc bát hương và việc làm như thế nào để đặt bát hương cho đúng thuận theo phong thủy nhất. Phong thủy may mắn sẽ tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Quy trình bốc bát hương đúng phong thủy. Bát hương giống như một sợi dây kết nối giữa cõi âm và cõi dương, nơi linh khí của người bề trên có thể nương tựa vào mỗi khi muốn quay về thăm con cháu. Việc bốc bát hương cũng cần chú ý đến các nguyên tắc nhất định để không phạm phải tội thất kính với các bề trên. Người bốc bát hương là ai? Việc bốc bát hương tốt nhất là nhờ những thầy cúng, thầy phong thủy cao tay sẽ tốt nhất. Việc bốc bát hương cũng khá giống với điểm nhãn cho tượng thờ khi mới đúc ra nhằm khai quang cho tượng, tránh các yếu tố tà đạo xâm nhập chú vào tượng thì ở bát hương cũng như vậy. Thường thì cũng có một số ít nhờ chùa trực tiếp bốc bát hương, tuy nhiên điều quan trọng là ai bốc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng người bốc phải có tâm thánh thiện, không có tâm không thánh thiện thì người âm không thể chấp nhận và không linh thiêng. Khi bốc bát hương thì các thầy cúng thường cầu chú nguyện, việc này giống như việc cung cấp năng lượng, linh thiêng ban đầu. Sau quá trình thờ cúng thì nó càng tích tụ và linh thiêng hơn theo thời gian. Theo dân gian, chỉ sau khi hoàn thành công đoạn này thì việc mới biến một vật từ vô tri trở nên linh thiêng, bát nhang mới có các vị thổ công, thần linh, gia tiên theo để chứng minh cho thân chủ khi vái cúng và tạo được linh khí để có thể giúp đỡ độ trì cho gia chủ. Bát hương cần đầy đủ những gì? Thường thì trong bát hương đặt một dị hiệu bao gồm tờ hiệu viết tên gia chủ và tên người được thờ, in giấy vàng, chữ màu đỏ, thường được bán kèm theo bát hương. Tên người thờ được viết vào ô trống giữa. Ví dụ là thờ thần linh và thổ công thì phụng thờ chư vị thần linh và thổ công. Thờ gia tiên, phụng thờ đại nội tổ tiên dòng họ cao hữu và chư vị chân linh. Thờ Đức Phật, phụng thờ Đức Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Thờ thần tài, phụng thờ thần tài và bà chúa kho. Bộ thất bảo bao gồm 7 thứ như là vàng, bạc, mã não, san hô, hổ phách, xà cừ, trân châu. Tất cả đặt trong một gói trang kim và đặt bên dưới bát hương. Phong thủy may mắn có đầy đủ bộ cốt bốc bát hương từ gia tiên, thờ Phật, thờ bà cô ông mãnh, thờ thần linh thổ công, thờ vong đến thờ thần tài thổ địa. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để hướng dẫn cách bốc bát hương nhé. Quy trình bốc bát hương. Bát hương hay là bát nhang chỉ là vật vô tri bằng sứ, chỉ khi thực hiện các thủ tục bốc bát hương thì nó mới là từ vật vô tri trở thành vật thờ có linh khí. Bát hương không bốc đúng quy cách thì nhà rất hay đau bệnh, do không có yếu tố trấn yểm, yêu tà, ngoại đạo có thể trà trộn vào nhà gây cho phiền toái.
Quy trình bốc bát hương bao gồm chọn lựa bát hương cho phù hợp, kích thước, tiến hành rửa qua nước muối hoặc là rượu. Khi mới mua bát hương về, có thể thả thêm vài cánh hoa hồng và nước rửa cho thơm tho. Sau đó, đem hơ khô hoặc là xông với chồng hương nếu có điều kiện. Nước rửa không đổ xuống cống. Bát hương đã được làm đúng pháp là phải có cốt. Cốt bát nhang có 7 thứ báu, thất bảo như là vàng, bạc, ngọc, mã não, san hô. Tối thiểu có 3 thứ vàng, bạc, ngọc được bọc bởi một tờ giấy trang kim dùng bút đỏ đã được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực ghi một số chữ do sư ghi, chữ thiên do các vị thánh ngự ghế viết. Trong bát nhang còn có tiền âm, ngũ lộ thần tài, tiền dương màu đỏ mệnh giá, số 5 sinh được gấp thành các chiếc thuyền nhỏ xếp xung quanh khối cốt thất bảo. Nhiều người còn dán ra ngoài bát hương ở chính diện, nơi in hình mặt trời có hai con rồng trầu vào một mảnh giấy đỏ có viết chữ bằng mực tàu, tên của bát hương. Sau đó đổ cho đốt bằng rơm nếp hay là chấu mà ngày nay thường có bán tại các cửa hàng vàng mã. Cho đầy, đừng cho cát vì cát nặng. Dùng chấu rất tốt bởi chấu bọc gạo là hạt ngọc của trời, nó thanh sạch, cao quý. Chỉ khi hoàn thành các công đoạn này thì bát hương mới chính thức được đưa vào sử dụng, làm vật thờ cúng và mới có đủ linh lực. Sau cùng là đọc kinh hay là chú mật tông, tiên gia tùy theo môn phái để an vị bát nhang. Khi làm phép lần đầu, người bốc bát hương cắm cây chữ thọ bằng đồng để thắp hương vòng, cắm 9 hay là 3 cây nhang tùy bát của Phật hay là các tầng khác. Lúc an vị, cần đặt bát hương ngay ngắn sao cho mặt nguyệt lưỡng nghi nằm trên trục vuông góc với bàn thờ và theo hướng bàn thờ và bát nhang chính ở vị trí giữa so với hai cạnh trên bàn thờ. Đặt vị trí các bát hương thế nào là đúng? Đặt bát hương trên bàn thờ phải tuân theo một nguyên tắc nhất định, bất di, bất dịch. Cổ nhân cho rằng bát hương phải có sự phân chia riêng cấp bậc. Bậc cao nhất là Phật tổ, thấp hơn một chút là các vị thần linh và cuối cùng là gia tiên tiền tổ. Bát hương thần linh thờ các chư vị thần linh thổ công, thổ địa, táo phổ, thần quân, ông tiền phủ, bà tiền phủ. Bát hương thần linh được đặt ở vị trí chính giữa. Bát gia tiên thờ ông tứ đại, ông tam đại, nhị đại được đặt ở bên trái ban thần linh theo hướng nhìn vào. Bát bà cô ông mãnh thường là những người chết trẻ, không có chồng, có vợ. Bà cô tổ rất linh thiêng. Bà cô ông mãnh trong tâm linh người Việt được coi là người hết sức là linh thiêng, có vai trò quan trọng trong khi thờ cúng và thường độ trì đi theo phù trợ cho con cháu trên dương thế. Bát hương bà cô ông mãnh đặt bên tay phải bát thần linh theo hướng nhìn vào. Theo quan niệm của người dân ta thì trên bàn thờ bát hương thần linh ở giữa sẽ to và đặt cao hơn hai bát hương còn lại. Không biết đến đây quý anh chị còn thắc mắc gì về việc bốc bát hương, vị trí đặt bát hương trên bàn thờ nhà của quý vị nữa hay không ạ? Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi đến chúng tôi bằng cách bình luận bên dưới video. Đừng quên đăng ký kênh của Phong Thủy May Mắn để đón xem chương trình mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô, chú, quý anh chị trong những video tiếp theo.